Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 trên trang web olm.vn Unit 9 Cities of the World A Closer Look To trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung kiến thức về tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Phần 1. Tính từ sở hữu possessive adjectives Cô có ví dụ sau I have a cat my cat is very cute Tôi có một chú mèo, chú mèo của tôi rất là đáng yêu. Từ my chính là một tính từ sở hữu possessive adjective. Vậy thì theo các con, tính từ sở hữu có chức năng gì? Đúng rồi, tính từ sở hữu sẽ thể hiện sự sở hữu của tôi, của bạn, của anh ta, vân vân. Và một đặc điểm rất là quan trọng của tính từ sở hữu đó là nó luôn được theo sau bởi một danh từ. Trong ví dụ này, tính từ sở hữu my được theo sau bởi danh từ cat. Vậy, tương ứng với các chủ ngữ I, you, we, they, he she it các con có thể liệt kê cho cô các tính từ sở hữu mà mình biết không rất tốt tương ứng với các chủ ngữ i you we they he she và it chúng ta có các tính từ sở hữu my your our their his her và x. Để củng cố kiến thức vừa học, các con cùng thực hành với bài tập sau. Nhiệm vụ của các con đó là hoàn thành câu sử dụng các tính từ sở hữu phù hợp. Cô sẽ hướng dẫn các con làm câu 1 và câu 2 trước. Câu 1. Tôi rất thích xem phim hoạt hình và bộ phim hoạt hình yêu thích của tôi là Doraemon. Ở đây chúng ta cần tính từ sở hữu tương ứng với chủ ngữ là ai. Vậy thì đáp án của chúng ta là my. Câu 2. Quyển sách này có tên của cậu ở trên đó. Đây là sách của cậu phải không? Chúng ta cần tính từ sở hữu tương đương với chủ ngữ you. Vậy thì đáp án của câu này là your. Tương tự, các con hãy hoàn thành 3 câu còn lại nhé. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Câu 3, chúng ta cần tính từ sở hữu cho the lion, tương đương với chủ ngữ là it, vậy đáp án của chúng ta là it's. Câu 4, chúng ta cần tính từ sở hữu cho an, vậy thì đáp án của chúng ta ở đây là her. Câu 5, tính từ sở hữu cho we là our. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đại từ sở hữu possessive pronouns cô lại có ví dụ sau this book is my book that book is her book quyển sách này là quyển sách của tôi quyển sách kia là quyển sách của cô ấy các con có nhận xét gì về câu này À, các con thấy là câu này lặp lại danh từ book rất nhiều lần. Vậy thì để cho câu ngắn gọn và hay hơn thì cô viết lại như sau. This book is mine. That book is hers. Cô có từ mine thay cho my book và từ hers thay cho her book. Hai từ mine và hers chính là các đại từ sở hữu possessive pronouns. Vậy thì rõ ràng là đại từ sở hữu cũng thể hiện sự sở hữu. Tuy nhiên, các con có nhận thấy sự khác biệt gì so với tính từ sở hữu mà chúng ta vừa học không? Rất chính xác, chúng ta thấy là phía sau các đại từ sở hữu không có danh từ. Đây cũng là đặc điểm quan trọng để chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng của tính từ sở hữu và đại từ sở hữu tương ứng với các chủ ngữ I, you, we, they, he, she, it. Chúng ta có các đại từ sở hữu mine, yours, ours, theirs, his, hers. Và chúng ta thường không sử dụng đại từ sở hữu cho it. Để củng cố kiến thức vừa học, các con cùng hoàn thành bài tập sau nhé. Hoàn thành câu sử dụng đại từ sở hữu phù hợp. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Chúng mình cùng theo dõi lại đáp án và giải thích của cô nhé. Câu 1, chúng ta cần một đại từ sở hữu cho ai? Vậy thì đáp án của chúng ta là mine. Câu 2, đại từ sở hữu cho Mai và Lan tương đương với chủ ngữ they. Vậy thì đáp án của câu này là theirs. Câu 3 Đại từ sở hữu cho you là yours. Câu 4, đại từ sở hữu cho my father tương đương với chủ ngữ là he, đó là his. Câu 5, đại từ sở hữu cho our, đó là ours. Như vậy, trong bài ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được các tính từ sở hữu và đại từ sở hữu tương đương với các chủ ngữ chúng mình cùng làm một bài tập sau để phân biệt chúng nhé. Các con đã nắm bài rất chắc. Ở câu 1, chúng ta có hai từ rất là dễ nhầm lẫn, hai từ này có cách phát âm như nhau, đều là its. Tuy nhiên thì từ its đầu tiên, đây chính là viết tắt của it is. Còn its thứ hai chính là tính từ sở hữu. Trong trường hợp này, chúng ta cần sử dụng tính từ sở hữu, vậy đáp án sẽ là is. Tất cả những thành phố lớn của nó, tức là của đất nước Australia, thì đều nằm dọc theo bờ biển. Câu 2, câu này chúng ta cần chọn giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Thì các con chỉ cần quan sát phía sau nó có danh từ hay không. À, trong câu 2 thì đằng sau từ cần chọn không có danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đại từ sở hữu yours. Câu 3, chúng ta lựa chọn giữa đại từ sở hữu và tân ngữ. Thì ở đây dựa vào ý nghĩa của câu chúng ta sẽ lựa chọn đại từ sở hữu. Tôi rất là yêu thích câu lạc bộ đá bóng của tôi. Phong có yêu thích câu lạc bộ đá bóng của anh ấy không? Vậy thì thay vì nói là his football club, ở đây chúng ta sử dụng đại từ sở hữu là his. Câu 4. Chúng ta lựa chọn giữa tính từ sở hữu hay đại từ sở hữu. Thì nhìn phía sau chúng ta thấy có danh từ street. Vậy thì đáp án của chúng ta phải là một tính từ sở hữu. Câu 5. Chúng ta cũng lựa chọn giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Nhìn thấy danh từ ở phía sau. Vậy thì chắc chắn đáp án của chúng ta phải là một tính từ sở hữu rồi. bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn